Vâng, Thiên Định xin chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay Thiên Định sẽ gửi tới cô chú anh chị chúng ta một căn biệt thự có diện tích là 168 mét. Đấy, Thiên Định sẽ quay một căn biệt thự 168 mét là một căn biệt thự nhà vườn. Đấy, nhưng Thiên Định xin chia sẻ với cô chú anh chị là căn biệt thự nhà vườn này có cái diện tích xây dựng rất là lớn. Bình thường những cái căn ví dụ như Thiên Định chia sẻ là những cái căn 186 mét hay là những cái căn mà 225 mét thì diện tích xây dựng cũng chỉ được tầm khoảng hơn 100 mét. Đấy. Nhưng mà căn biệt thự nhà vườn này 168 mét nhưng mà có diện tích xây dựng một sàn nó lên là 126 mét một sàn. Đấy, căn biệt thự này đã được thiết kế và hoàn thiện full hết nội thất rồi. Tất cả nội thất bên trong căn biệt thự thì gam màu trắng sáng rất là đẹp. Đấy, Thiên Định chia sẻ là như căn biệt thự này thì cô chú chủ nhà thì đã hoàn thiện được cũng phải tầm được 6-7 tháng rồi. Đây, và đây là cũng có thang máy đây cô chú chị ạ. Đấy. Bếp làm rất là rộng cô chú chị ạ. Đấy. Cô chú chị nhìn thấy bếp không ạ? Đấy, hệ thống bếp, hệ thống tủ này rất là đẹp này. Đây là quạt trần. Đấy. Và thêm nữa là phía bên ngay phía cầu thang bộ thì có luôn một cái nhà vệ sinh rất là thoáng. Đây, thuận tiện cho khách hoặc là chủ nhà có thể là tới ngồi uống nước hoặc là sinh hoạt thì có thể đi vệ sinh ngay khu vực này. Đấy. Đây, cô chú chị nhìn không ạ? Tất cả hệ thống vệ sinh đều là hệ thống tự động. Không cần phải dùng tay luôn. Đấy. Đấy, đây là tầng 1. Thì bây giờ Thiên Định sẽ lên quay cũng như là giới thiệu tầng 2 cho cô chú chị xem nhé. Đây, đây là lối vào. Đấy, Thiên Định là giới thiệu xong tầng 1 thì bây giờ Thiên Định sẽ lên tầng 2 giới thiệu cho quý vị xem.